Đường thấp nó à, nước thấp nó cho lên 10 chai đi mẹ em. 10 chai đúng không nha. Chai gì nhiều. Lấy lên 10 chai thuốc nốt đi. Cái này nước cúc hả? Cúc rồi. Này bán sao nữa? Hả? Lấy cho mẹ 50 ngàn đi. Này bánh gì vậy? Chị hộp này luôn đi. Rồi. Bán hiền đâu mà bán món gì vậy? Cái này nhấn gì vậy? Nhấn gì? Chúc em chị nhậu. Đang quay phim cho bạn bè gần xa coi. Gà chiên gì vậy? Cho hai cái đùi này đi. Lấy đầy đủ. Hả? Em chưa mua rồi. Mua gỏi cuốn mày đi chạy quá ba hết. Đúng rồi. Dạ ừ. يا رحمن يا عادل يا منان يا رحيم يا رحمن يا عادل يا منان يا حافظ يا ستار يا واحد يا غفور. Thì anh em vô cho chị nha. Em vô nhà cho chị. Ủa món ta lẽ ạ. Để ba cho lên 10 chai đi. Có làm biến giặt được không? Đó anh lát cái giặt. Wow. Vậy lấy chảo. Nó mới mua thuốc nốt 10 chai. Ủa nước này nước gì vậy? Cái này béo không ta? Lấy hai chai thôi. Đó này nước gì amigo? Cái này trà sữa hả? Hai bên hai khác hả? Lấy này luôn đi, lấy này hai chai. Hai chai nào hả? Nó lấy này uống trong ngày đúng không? Mang nữa. Sao để tủ lạnh đâu sao? Lấy ba chai. Mấy chị chờ mình ăn luôn. Cái pha. Wow, ngày đầu tiên đi học vui quá. Giờ này là giờ mọi người mua đồ cái lớp thôi gì đâu. Ủa hết bánh cuốn rồi hả ta? Đi lấy cháo mà ông xí.
Trà lá tươi. Anh Thảo. Đang quay cho mấy chị ở bên khu vực khác muốn mua nè. Đây là con trầm á, trầm luôn anh nữa. Dịch người trầm nha. Giờ này giờ khỏe chị, cảm ơn. Hả, à, mọi người khắp nơi, người Chăm ở khắp nơi qua đây mua được. Rồi cháu con, cháu gì xếp? Cháu gà hả? Để đầy đủ.